Giáo sư hóa học này tên là Park Jin Han, hắn ta đang bí mật nhỏ một giọt thuốc độc vào ly rượu của cô vợ Seo On Hee. Không sai, vì tình nhân và khối tài sản hàng tỷ won nên hắn nhẫn tâm muốn giết cô vợ xinh đẹp giàu có của mình. Nhìn người phụ nữ có thói quen kiểm soát mọi thứ này đặt môi lên ly rượu rồi bắt đầu uống, giáo sư Park cảm thấy yên tâm và rời đi ngay sau đó. Ngày hôm sau, thi thể của Seo On Hee đã được cảnh sát gửi đến cơ quan pháp y nhận dạng và đặt vào trong tủ đông để bảo quản. Ban đêm, giáo sư Park nước mắt cá sấu tìm tới nhà của vợ mình. Gương mặt đau buồn của hắn ta không hề giả chân một chút nào khiến ai cũng phải đến an ủi. Nhưng họ làm sao biết được trong lòng tên giáo sư tàn ác này đang mừng như xuân về. Không còn sự ràng buộc của Seo On Hee, hắn liền phóng xe đến thẳng nhà tình nhân Hye Jin để báo tin vui. Dường như khoảng cách giữa giáo sư và một con thú chỉ trong một suy nghĩ. Tuy nhiên, trong khi giáo sư Park đang hạnh phúc bên tình nhân thì cơ quan giám định pháp y lại rất ngạc nhiên về sự sống lại của một xác chết. Lúc bắt đầu, hệ thống điện trong cơ quan đột nhiên xảy ra sự cố khiến đèn đóm bị tắt hết. Ở phía cuối hành lang, đội an ninh đã tìm thấy thi thể của Seo On Hee. Đã sống nửa đời người rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một xác chết tự biết chui ra khỏi tủ đông. Nhân viên bảo vệ sợ quá đứng chôn chân tại chỗ. Trong cơn hoảng hốt, anh ta dường như nhìn thấy Seo On Hee đã mở mắt. Đúng lúc đó, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện từ phía sau đánh nhân viên bảo vệ ngã xuống đất bất tỉnh. Nửa giờ sau, đội thám tử do đội trưởng Jong Sik đứng đầu đến hiện trường vụ án để điều tra. Seo On Hee là chủ tịch tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Cái chết của cô ấy ẩn chứa rất nhiều nghi ngờ, mà cơ thể chưa được pháp y kiểm tra lại đột ngột biến mất. Việc này chắc chắn không hề đơn giản. Điều tồi tệ là tất cả các camera giám sát trong phòng đều bị hỏng. Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn nên cảnh sát chỉ có thể nói sự thật cho gia đình người đã khuất biết. Sau đó yêu cầu Park Jin Han đến hỗ trợ điều tra. Hắn ta vội vã rời khỏi nơi ở của cô tình nhân rồi lái xe đến hiện trường. Trong phòng họp, một nữ bác sĩ pháp y cho biết lúc chiều cô đã khám xét sơ bộ cơ thể của Seo On Hee. Nguyên nhân tử vong được cho là ngồi trên máy bay nhiều giờ dẫn tới đau tim mà chết. Nhưng khi chưa giải phẫu thì phán đoán này cũng không chắc chắn. Trong suốt quá trình thẩm vấn, biểu hiện của giáo sư Park không phải là đau lòng mà là bất an và khẩn trương. Phản ứng này dẫn tới sự hoài nghi của cảnh sát. Jong Sik cho rằng đối phương là hung thủ nên trộm đi cái xác vì không muốn pháp y giải phẫu. Đem theo nghi hoặc, anh cảnh sát liền tiến hành thẩm chuyên sâu với giáo sư Park. Đêm đó từ 9 giờ đến 10 giờ anh ở đâu? Jin Han tất nhiên không dám nói chuyện bản thân có tình nhân bên ngoài, chỉ có thể bịa đại ra một lý do nào đó. Nhưng câu chuyện trẻ con này làm sao có thể qua mặt được phía cảnh sát. Thế là hắn ta liền gọi điện cho luật sư của mình. Trước khi luật sư đến thì hắn sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Lúc đội trưởng Jong Sik và nữ pháp y đang ngồi đợi bên ngoài thì Ngô Tất Tố bất ngờ đi qua khiến cả hành lang mất điện. Jin Han ở trong phòng cũng quay đầu lại nhìn. Nơi chứa thi thể của người vợ đột nhiên mở ra. Hắn ta tiến lại gần xem xét thì phát hiện trong chiếc hộp cất di vật của vợ lại là một lọ thuốc. Park Jin Han bị dọa cho toát mồ hôi đít. Loại thuốc đó chính là loại thuốc mà hắn ta dùng để giết vợ của mình. Mấy ngày trước, hắn ở nhà nhân tình bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Loại thuốc này vừa vào nước sẽ tan không mùi không vị, giết người một cách dễ dàng. Nhưng tại sao lọ thuốc này lại ở đây? Trong lúc tên giáo sư đang hoài nghi thì người cảnh sát đẩy cửa đi vào. Park Jin Han hoảng loạn nhặt lọ thuốc giấu vào trong túi quần. Tuy nhiên, hành động của hắn đã bị đội trưởng Jong Sik nhìn thấy. Chiếc điện thoại của nạn nhân vừa bị trộm, thế nên Jong Sik đã lấy lý do đó để khám xét giáo sư Park. Trong lúc kiểm tra, phát hiện một lọ thuốc khả nghi. Dù tra hỏi thế nào thì hắn ta vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, nên đội trưởng chỉ có thể giao thuốc cho nữ pháp y xét nghiệm thành phần bên trong. Mặt khác, Jong Sik phái cấp dưới của mình đi điều tra xung quanh hiện trường. Quả nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra một lối thoát hiểm khoảng 30m ở dưới tầng hầm bệnh viện pháp y. Lối thoát này vừa hay thông với phòng quan sát của bảo vệ. Trong khi đó, Jin Han nhân cơ hội đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho tình nhân. Hai người chưa nói được vài câu thì một tấm vé quen thuộc rơi xuống bên cửa sổ. Hắn ta mở ra xem liền bị dọa xém tí nữa phọt cả chu bin ra quần. Đó là vé xem kịch ngày 27 tháng 4. Vốn dĩ hôm đó là ngày Seo On Hee cùng chồng đi xem kịch nhưng hắn ta lại đến chỗ tình nhân để đóng gạch. Tới khi về nhà, Seo On Hee liền tra hỏi anh ta đã đi đâu. Cô còn nói rằng công ty dược sẽ dừng nghiên cứu loại thuốc mới. Điều này khiến một người thích nghiên cứu như Jin Han rất bất mãn. Tên giáo sư định phản bác lại thì ngay lập tức bị Seo On Hee chặn họng. Anh nghĩ mình tài giỏi lắm hay sao? Có thể tự thân leo lên được vị trí này ư? Nghe thấy Seo On Hee nói vậy, Jin Han liền hít một hơi thật sâu rồi xin lỗi vợ. Hắn ta hứa sau này sẽ không cãi lại cô dù chỉ một lời. Rõ ràng đâu phải là một cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng. Nếu không biết còn tưởng đây là sếp nói chuyện với nhân viên. Quay trở về hiện tại. Đến khi cảnh sát vào trong phòng vệ sinh gọi thì Jin Han mới hoàn hồn trở lại. Đội trưởng Jong Sik mời hắn ta tới phòng giám sát, mặc dù camera an ninh ở các phòng đều bị hỏng. Nhưng tất cả camera bên ngoài đường lớn thì vẫn bình thường, trong đó có một camera ghi lại đêm hôm thi thể bị đánh cắp. Trừ xe cảnh sát thì chỉ có xe của Park Jin Han, điều này có nghĩa là người trộm cái xác nếu không phải là vị giáo sư đây. Vậy thì chỉ có nước Seo On Hee tự sống lại mà thôi. Ngay khi anh đội trưởng rời khỏi phòng giám sát thì Jin Han phát hiện ra một dãy ngày tháng kỳ lạ.
ngày 20 tháng 7 năm 2007. Sau đó hắn ta bắt đầu đờ đẫn giống như đã bị một thứ gì đó dọa sợ phát khiếp. Sau đó hắn cùng đội trưởng đi vào trong máy. Cánh cửa thang máy vừa được mở ra thì bọn họ nhìn thấy thiết bị báo cháy đang phun nước. Hai người được nhân viên bảo vệ dẫn tới nơi an toàn. Nhân lúc hỗn loạn, Jin Han liền lẻn vào trong nhà kho nghe điện của tình nhân gọi tới. Cô ta nói rằng đêm nay có một số điện thoại lạ có đuôi là 4104 không ngừng gọi điện thoại cho mình. Cô ta rất sợ hãi nên không dám nhấc máy. Jin Han nghe thấy số 4104 liền đứng hình. Đây chẳng phải là số điện thoại của Seon Hee hay sao? Anh ta lập tức nhắc nhở tình nhân khóa cửa cẩn thận và không được đi đâu hết. Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng có một cái bóng đang kêu thảm thiết. Ánh sáng chớp tắt hiện lên gương mặt của người vợ xấu số. Sự việc này khiến Park Jin Han đứng chết lặng không thốt lên lời. Sau đó cái bóng cũng biến mất. Hắn ta nói với tình nhân rằng tấm vé ở trong nhà vệ sinh vừa rồi và dãy ngày tháng trên màn hình điện tử. Hai sự kiện này trên thế giới chỉ có hắn và Seon Hee biết. Vì vậy, Jin Han đoán chắc chắn là Seon Hee biết hắn sẽ hạ độc cô nên bí mật đổi một ly rượu khác. Hiện tại cô ta đã trốn ra khỏi nhà xác và bắt đầu điên cuồng trả thù bọn họ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của giáo sư Park đột nhiên sập nguồn. Hắn ta vốn dĩ còn chưa hết sợ hãi, lúc này lại càng hoảng loạn hơn. Sau khi mọi thứ được xử lý xong xuôi thì đã đến nửa đêm, cảnh sát phát hiện trong nhà vệ sinh có một mẩu thuốc lá. Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy vừa rồi. Không lâu sau, nữ pháp y chạy tới thông báo, thuốc vừa được tìm thấy trên người Jin Han chính là thuốc độc. Điều này khiến đội trưởng Jong Sik càng thêm chắc chắn hắn ta chính là hung thủ giết người. Anh gọi điện cho cấp trên và yêu cầu điều thêm lực lượng tìm kiếm xác của Seon Hee, nhưng cấp trên lại yêu cầu đội trưởng lập tức thả người. Trước khi có bằng chứng rõ ràng, việc bắt một người nổi tiếng như giáo sư Park sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, đội trưởng Jong Sik không nghe theo. Thấy vậy, cấp trên liền nói anh cũng là người có vợ bị chết, anh nên đồng cảm và thông cảm cho người nhà nạn nhân, không nên đem chuyện này làm lớn. Sau đó cấp trên ngắt điện thoại, nhưng lời nói của ông ta khiến Jong Sik nhớ lại người vợ đã khuất của mình. Khi đó hai người vừa đăng ký kết hôn, chỉ còn đợi ngày tổ chức hôn lễ nữa là chính thức về một nhà. Ngày nọ cô ấy cùng em gái đi tảo mộ, trên đường trở về không may gặp tai nạn khiến cô qua đời ngay tại chỗ. Đoạn ký ức đau thương này khiến đội trưởng rất không hiểu Jin Han lấy được một người vợ tốt như vậy, không những không đối xử tốt với vợ mà lại còn nhẫn tâm giết chết cô ấy. Lúc này Park Jin Han tưởng tượng lại mình một lần nữa bước vào nhà vệ sinh, vừa vào tới cửa hắn ta đã nhìn thấy ly rượu độc ở ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người vợ đột nhiên xuất hiện ở phía sau, lúc anh căng thẳng rất đáng yêu. Jin Han từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại, cũng may vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn ta chắc chắn Seon Hee vẫn chưa chết. Nhìn qua cửa sổ thì thấy ở nhà xác có một bóng đen, hắn lập tức đuổi theo nhưng đối phương đã chạy mất rồi. Lúc này có tiếng chuông điện thoại trong nhà xác vang lên, nghe theo nơi phát ra âm thanh, Jin Han liền mở túi sách ra xem. Bên trong là một chiếc điện thoại với lời nhắn: em đợi anh ở nơi hai chúng ta chôn giấu bí mật. Ngày 20 tháng 7 năm 2007, hắn ta càng thêm khẳng định tất cả những chuyện này đều do Seon Hee làm. Cùng lúc đó, cấp trên mang theo người đến bệnh viện pháp y, ông ta lại lần nữa yêu cầu đội trưởng thả người. Hai bên vì chuyện này mà kích động cãi nhau không ngừng. Khi ấy một cảnh sát mang theo chứng cứ mới tìm được tới, thế là cấp trên đành phải cho phép tiếp tục điều tra. Trong bằng chứng mới họ tìm thấy thỏa thuận giữa Jin Han và Seon Hee. Nếu như phát hiện gã giáo sư ngoại tình thì Seon Hee có quyền đuổi hắn ra khỏi nhà và hắn ta cũng không nhận được bất kỳ tài sản gì. Một bằng chứng khác cho thấy Seon Hee đã điều tra ra được Jin Han đang ngoại tình. Bên cạnh đó còn có một đoạn ghi âm của Jin Han. Đoạn ghi âm này hoàn toàn vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn ta. Gã giáo sư hoảng loạn chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc này hắn lại nhận được vài bức ảnh. Mở ra xem thì đó chính là hình ảnh của hắn cùng tình nhân. Điều khiến Jin Han sợ hãi là bức ảnh cuối cùng được chụp vào đêm nay, góc chụp ở ngay cửa sổ nhà tình nhân. Anh ta gọi điện cho Tiểu Tam và nói với cô ta rằng có người đang trốn trong nhà, vì vậy phải giả vờ như không có chuyện gì. Từ từ đi tới cửa chính, sau đó mở cửa chạy thoát thân. Tình nhân làm theo nhưng vừa bước được vài bước thì phát hiện cửa hành lang đang mở. Điều này chắc chắn có người đang nấp trong nhà. Hee Jin quay người chạy về phía cửa lớn. Cô ta nhanh chóng mở khóa an toàn nhưng có thứ gì đó đã kéo cánh cửa lại. Sau đó chỉ thấy tiếng hét thất thanh vang lên rồi điện thoại bị ngắt kết nối. Jin Han biết tình nhân đã xảy ra chuyện nên lập tức chạy tới nhà Tiểu Tam. Nhưng Jong Sik không để hắn ta đi dễ dàng như vậy. Tuy nhiên dưới sự cầu xin của hắn thì cảnh sát cũng cho người tới nhà của Hee Jin để kiểm tra. Còn gã giáo sư cuối cùng cũng buông bỏ phòng vệ, nói sự ra thật với đội trưởng sau khi Seon Hee cho dừng nghiên cứu. Trong công ty, Jin Han chỉ như một con búp bê đồ chơi bị cô ta điều khiển. Trước mặt mọi người, hắn ta để cho Seon Hee thể hiện, phối hợp với cô giả vờ là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên cuộc sống như vậy khiến hắn cảm thấy rất áp lực, vậy nên hắn mới đi dạy trong trường đại học và gặp được cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi Hee Jin. Vì ngưỡng mộ giáo sư Park nên Hee Jin liên tục theo đuổi hắn ta, hai người còn ở bên ngoài thuê nhà riêng. Không lâu sau, Hee Jin mang thai con của hắn.
Mà Seo On-hee cũng phát hiện chồng cắm cho mình vài cái sừng siêu to khổng lồ, cho nên Jin Han vì gia sản khổng lồ cùng với tình nhân trẻ đã lên kế hoạch giết chết Seo On-hee. Nhưng anh ta cũng nói rằng Seo On-hee thật ra vẫn chưa chết, đây đều là kế hoạch của cô ta. Seo On-hee đã đánh cháo loại thuốc độc mà Jin Han dùng để giết vợ của mình, sau đó thoát ra khỏi nhà xác khiến cho hắn ta trở thành kẻ tình nghi. Lúc này Seo On-hee muốn giết ả tiểu tam kia để hoàn thành kế hoạch trả thù. Mặt khác, cảnh sát đã tới nhà của Hye-jin và trở về. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong trường học đó lại không có ai tên Hye-jin cả. Nghe xong, gã giáo sư liền kinh hãi, xem ra Seo On-hee đúng là độc ác. Giết chết người rồi lại còn đem thông tin của người đó xóa dấu vết. Jong-sik cảm thấy Jin Han đang cố tình dựng chuyện để lái vụ án theo một hướng khác. Lúc này, cấp trên đột nhiên gọi điện cho đội trưởng. Bởi vì thi thể của Seo On-hee vẫn chưa tìm thấy nên không thể nào hết án, mà đoạn ghi âm kia cũng không thể trở thành bằng chứng xác đáng. Ông ta không thể chịu thêm áp lực từ phía cục cảnh sát nên không thể không thả người. Cứ như vậy, Jin Han dưới sự giúp đỡ của luật sư liền trèo lên xe rời đi. Hắn ta phải nhanh chóng tới nơi chôn giấu bí mật giữa mình và Seo On-hee, đó là một ngọn núi hoang vắng. Vừa tới nơi, Jin Han lập tức nhớ ra chuyện cũ. Năm đó hắn ta mang theo một thi thể chôn ở đây, nhưng Jin Han còn chưa kịp đi tìm Seo On-hee thì phía sau có một nguồn sáng chiếu tới. Người trước mặt không phải là Seo On-hee, cũng không phải là hồn ma của cô ta mà chính là đội trưởng. Điều này khiến Jin Han vô cùng khó hiểu. Jong-sik lấy ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho hắn ta xem người vợ đã khuất của mình. Đến đây Jin Han cũng nhớ ra chuyện năm đó. Vợ của đội trưởng dẫn theo em gái về quê tảo mộ. Trên đường về nhà không may gặp tai nạn kinh hoàng. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy em gái và cứu được cô bé. Nhưng không thể tìm ra hung thủ đã gây ra cái chết cho vợ của đội trưởng. Jong-sik nhanh chóng tới bệnh viện hỏi em gái có nhìn thấy biển số xe đó không. Nhưng cô bé vì quá sợ hãi nên không thể nhớ ra chuyện đêm đó. Vài năm sau, cô bất ngờ nhìn thấy logo công ty của Seo On-hee trong một quyển tạp chí. Và nhớ ra logo đó xuất hiện trên chiếc xe gây tai nạn. Thông qua một vài manh mối cuối cùng, Jong-sik cũng tìm ra kẻ gây tai nạn chính là Jin Han. Năm đó hắn ta say rượu đưa vợ của mình tới khu biệt thự trên núi. Giữa đường xảy ra tai nạn khiến vợ của đội trưởng bị đâm chết. Jin Han vẫn còn có chút tính người muốn gọi cho xe cứu thương đến, nhưng Seo On-hee lại ngăn hắn ta lại. Sự nghiệp của bọn họ đang phát triển nên không thể vì chuyện này mà bị phá hủy. Cuối cùng hai người đem xác vợ đội trưởng chôn tại nơi bí mật, còn em gái bị văng xuống bên đường may mắn thoát chết. Tất cả những sự kiện vừa rồi đều là kế hoạch do Jong-sik bày ra. Anh đánh cắp thi thể Seo On-hee để thu hút sự chú ý của Jin Han, cố ý cho viện pháp y phát hỏa. Ngay cả đoạn tin nhắn cũng do một tay anh sắp đặt. Jin Han muốn phản kháng nhưng phát hiện bản thân đã trúng độc. Hắn ta quỳ xuống đất muốn xin lỗi Jong-sik, đồng thời cũng cầu xin anh bỏ qua cho tình nhân của mình bởi Hye-jin đang mang thai. Câu nói này khiến Jong-sik bật cười, tên ngốc này đến bây giờ vẫn còn không hiểu, người như hắn ta căn bản không xứng đáng có được tình yêu đích thực. Hye-jin chính là cô em gái năm đó bị xe đụng trúng nhưng không chết. Cô tìm cách tiếp cận Jin Han vì muốn báo thù cho chị gái. Nói dối là đã mang thai và dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ hắn ta, muốn mượn tay hắn giết chết Seo On-hee. Thật ra trong thắt lưng của Jin Han còn có một máy nghe lén, nên mọi hành tung của hắn đều được đội trưởng nắm rõ. Ngay cả việc gã giáo sư bị hạ độc cũng là do em gái bỏ độc vào. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Jin Han tuyệt vọng ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Còn đội trưởng thì đào xác người vợ lên, sau đó đem xác của Seo On-hee từ trong cốp xe của mình chôn xuống nơi vợ mình được chôn. Ngày tiếp theo, cảnh sát tới hiện trường tìm thấy xác của Seo On-hee, đồng thời bắt Jin Han về đồn thẩm vấn. Gã đàn ông này thật đáng thương. Chỉ vì ham công danh và lấy một người vợ độc đoán mà phải đi tới bước đường này, Jin Han tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết, nhưng hắn ta vẫn phải sống tiếp để đối mặt với pháp luật. Đội trưởng và em gái sau khi báo được thù thì cũng không vui vẻ gì. Hye-jin mở cốp xe, trên cơ thể người chị quá cố lấy ra chiếc dây chuyền đính hôn của chị. Cô không kìm được nước mắt, hạnh phúc vốn thuộc về gia đình mình nhưng lại bị phá vỡ bởi vợ chồng Jin Han. Trong 10 năm, đội trưởng và người em gái không ngừng tìm cách báo thù. Tới hôm nay, hung thủ đã bị pháp luật trừng phạt, nhưng như thế thì đã sao? Hạnh phúc trong cuộc sống cũng giống như hoàng hôn vậy, mặc dù đẹp nhưng cuối cùng cũng biến mất. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.